Đàn ông cũng như già siết bản lĩnh. Dạo này qua đây thời gian lớn quá. Bởi vì quần gặp gặp này tiên gái nó lợi dụng cái ướt cái bụng mình xong nó sọt xuống đây. Đi quả. Càng mấy. Và thêm một vấn đề nữa là nó tính lừa cho em đi luôn. Nó tính lừa như là nó cho đi tập gym luôn. Cái mẹ mà đắp cửa tao bây giờ con tập gym mà nó làm sao rồi. Sao mà vô tập gym nó mở cửa tao đâu. Mà đi vô tập gym gặp con để tao khác nữa. Cái đó tập gym mỗi lần có bầu trời rồi, anh làm đồ. Bổ cái đầu mày tao cho tao khách ở đây mà. Nó khách là khách là phòng nhiều. Rồi đưa số phòng ra, vô cho tập. Trời ơi, con mẹ tập gym sao làm khó như vậy trời. Du lịch tận hưởng cuộc sống, tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. Các bạn thấy là video thứ ba, hai video trước mỗi video là một nửa tiếng, thì hai video còn là một tiếng nói chuyện liên tục một tiếng trong khi chưa ăn sáng, chỉ uống bộ ba thực phẩm. Đó, bây giờ đó bụng rồi nè, uống thêm collagen nữa. Bởi vậy á, đi chơi là đi chơi, trải nghiệm là trải nghiệm, công việc dẫn tới cài video. Thấy chưa? Like không mấy em? Một nét rất riêng của anh Duy nha. Ví dụ phải có cái này không? Ở khách sạn gì ở đó, nó tên là Caesar. Cái gì của Caesar thì trả lại cho Caesar đó các bạn. Nó này có chai nước con nhỏ nhỏ vậy nè. Mấy khách sạn khác nó cũng chơi nước này nữa. Bởi chai nước này là một đặc trưng rất là phổ biến của Las Vegas nha. Chai nước mini. Ở bên đây mua nước khó cực kỳ nữa các bạn. Không phải đơn giản. Khách sạn không được nước. Bạn phải đi mua ở ngoài. Nên các bạn, kinh nghiệm các bạn đi xứ Mỹ này, bạn gặp nước ở đâu bạn mua sẵn đi. Bạn bỏ trong túi đi. Chứ tới lúc cần không có nước cần lắm. Không lẽ uống nước toilet. Nhà nước là sẵn được nè. Đó. Nói chung là khách sạn bên này nó đẳng cấp quá rồi. Không có gì để bàn mà. Nếu mà nói về khách sạn là khác, không có chê được chỗ nào cả. Nha. Nhưng mà tập anh Duy Nguyễn kỳ lắm, phải kiếm cái trên. Thì bài đọc ngày hôm nay anh Duy Nguyễn sẽ nói về chủ đề khách sạn ở Las Vegas. Nơi đó khách sạn nào? Mày trời. Trên khách sạn biết tập gym nó lên ghê chưa? Thì khó men, thì khó tập. Đã u mưa. Đúng rồi. Đi luôn đây, có đi body nó đỡ chứ không chết luôn. Đạo quá. Rồi, nói về khách sạn ở Las Vegas thì rất là đẳng cấp. Không có gì chê nữa. Nói về nội thất bên trong, nói về nội thất bên ngoài, nói về kiến trúc, nói về quần thể, nói về service thì nó rất ok. Tại vì nếu mà khách sạn ở Las Vegas nó không ok thì người ta chửi cha luôn. Chứ tại sao người ta dân chúng nó kéo nhau đến Las Vegas là gì? Hỏi nhớ nha, đi đến nước Mỹ đã khó rồi, đi đến được Las Vegas nó còn khó hơn. Đúng chưa các bạn? Thí dụ bạn đến nước Mỹ, bạn đến Cali đồ chỉ là bình thường. Bạn đến Houston đồ chỉ là bình thường. Texas này nó New York, Miami đồ bình thường. Nhưng mà bạn đến được Las Vegas nó không bình thường các bạn. Tại vì Las Vegas nó chỉ dành cho người có tiền. Nó dành cho người có tiền thôi. Chứ bạn không có tiền bên đây mà nó phải lạc lỏng. Lạc lỏng lắm. Ví dụ mình nhìn chìm cũng dám chơi, thấy nó kéo bài cũng dám vô. Ví dụ như thấy nó tức quá, cái thằng này kéo bài nó xì dắt nó đặt có 5 đô. Ví dụ vậy. Nhìn món ăn không dám ăn. Đắt đỏ. Mình đi ngoài đường cũng kém tự tin. Ở đây nó có những khách sạn lớn. Ví dụ như bạn có hai cách. Bạn tìm khách sạn ở Las Vegas, nếu bạn chưa đến Las Vegas thì bạn tìm qua những cái trang web, những cái ứng dụng như là booking.com, hotel.com rồi đó. Thì nó sẽ hiện ra bằng search Las Vegas. Nó hiện ra khách sạn 4 sao, 5 sao, 4 sao, 5 sao, hiện ra giá tiền, hiện hình ảnh nữa. Thì cách đây các bạn chọn khách sạn từ xa. Còn không á, thì bạn cứ đến Las Vegas đi. Bạn kéo qua đi khách sạn, bảo đảm bạn phòng cả đống, không bao giờ hết. Tại chỗ này chỗ nó ăn chơi mà. Duy đi Giáng sinh chưa hết phòng, các bạn đi nhà thường sao mà hết được, đúng không? Đó.
Nên mà cứ thấy khách sạn nào nó bự, nó cao, nó đẹp thì vô. Nhà mày cao, nhà mày lớn rồi thì sao? Tao vô tao ở phía sau. Thì Duy ở hai khách sạn rất là lớn ha. Thứ nhất, cái đêm đầu tiên đó là Duy ở khách sạn Hollywood. Bạn đến đó cái gác, tao có thấy cái Hollywood nó to đùng mà nó cao nhầm mà. Cái thứ hai nữa, bạn chạy xuống xíu rồi bạn thấy cái Caesar. Đây là khách sạn Duy ở nè. Khách sạn của Trâm, trời ơi. Có khách sạn của Trâm đó bạn, nhìn nhỏ quá. Nhìn không ghê. Thì ở Las Vegas thì có những khách sạn cao cao rồi, vô chỗ nào cũng có. Thì Duy ở hai chỗ. Thì nói về khách sạn nội thất, sang trọng, đồ color. Nó đồ color đàng hoàng nè. Đồ color nè mấy em. Ôi trời ơi, y như tác color. Đó, bởi vậy cái này đây, đồ sang nhất rồi. Khách sạn mà đầu tư này nó mới sang. Cửa kiếp ha. Đó. Đầu tư gì nó sang. Toilet bóng. Vô mà nó thấy ok. Chê được. Không chê được, nói về khách sạn ở đây, nói về nội thất, nói về máy lạnh, nói về tiện ích chứ là không chê được. Chỉ có một cái chê thôi. Biết chê gì không? Mày rậm quá. Khách sạn nó không nghĩ gì mà rậm quá vậy ba. Thì từ cái rậm nó mới ra vấn đề đó không nội. Từ cái rậm nó mới ra vấn đề. Nó nằm ở trong tay á, nó thiết kế con kiểu một rồi mấy em. Khách sạn đi kèm sân bài, nhà hàng, chỗ chơi, chỗ ăn. Một khách sạn nó trung bình nó khoảng chừng 80 lầu. 80 lầu, 70 lầu, 40 lầu, 50 lầu tùy cái. Nà, thì nó rộng như vậy. Nó chia là rất là nhiều khu. Nên mà đi mà sẽ bị lạc. Wow. Đó, đi lạc chắc luôn. Đó là cái điểm mà gọi là mình nói một cái là mình không quen. Nhưng không ai nào nói là nó dở. Nó dở sao nó bự được như vậy. Bạn vô trong lắp rồi kìa. Người hàng trăm lối đi, hàng ngàn lối rẽ. Bạn đi bạn lạc chết luôn á. Từ cái Bắc Kinh đi vô chỗ check in rất là xa. Rất là xa nè. Còn ví dụ như bạn á, cái chỗ check in nó nằm ngoài mặt tiền. Nếu bạn đi taxi thì nó thả ngoài mặt tiền xong nó đi. Nhưng mà chưa chắc. Taxi nó đón khách một chỗ, view bờ nó đón khách một chỗ. Nó đón khách một chỗ đó. Con bữa tối đó Duy có nhu cầu gì đi. Nhưng mà Duy thấy cái tình trạng giao thông nó căng quá, Duy không có đi xe. Duy đặt dưới bờ, trời đất ơi mẹ, đứng trước sẵn nó vô đâu có được đâu ba. Thằng dưới bờ nó đậu cái chỗ đỏ, nó ghi rõ ràng luôn. Cái zone nào dành cho dưới bờ đó khách. Nó mà không quen mà nó được dưới bờ luôn. Nó ở đây nó phức tạp lắm. Nó dẫn tới mình, ví dụ mình mới, ngày đầu tiên mình đặt chân ở đây thì mình không có quen. Khách sạn nó chỉ là một khu thôi, nó có khu sòng bài, nó khu nhà hàng, khu dùng lưng tình lai. Mà kết nối giữa những khu lại với nhau rất là xa. Thì từ đó nó xảy ra gì hai vấn đề. Một là hành lý. Trời ơi mẹ ơi kéo hành lý đi tướng xa luôn. Mà ở đây dân nó vậy đó bạn. Dân nó kéo hành lý đi từ cái chỗ đậu xe. Mà nó đi ra tới cái chỗ check in khách sạn ở dân Mỹ đó. Đi chơi nó đi thôi. Còn ví dụ như dân châu Á mà đi tour thì tour lo cho nó. Còn nếu mà dân mình tự lái xe tốt thì mình phải ra cái mặt kinh mình lấy đồ thôi. Có đẩy cái mặt kinh đi trong đi lòng vòng ở trong nhà hàng, ở trong sòng bài đó, đi ra đi mẹ 10-15 phút mới tới được cái mặt kinh đó là biết đường đó nha. Còn nếu mà không biết đường đi lạc lo mà hỏi đó, đó là một. Cái thứ hai nữa là gì, nó rộng quá, nó làm cho Duy tìm cái chỗ gym rất là khó. Thì đó là cái nội dung chính video ngày hôm nay mình cũng nói là tập gym ở đây nó không được thoải mái. Khách sạn xưa nó rất là ok, nhưng mà gym thì giữ giá rất bình thường. Tại phòng gym gì đi á, máy móc rất là bình thường, máy đời cũ á. Ai đời bây giờ khách sạn 5 sao mà chơi cái máy chạy bộ mà còn chơi cái máy điện, cái máy mà không có màn hình cảm ứng á, không có màn hình LCD. Thường thường á, những cái phòng gym á, nó trang bị cái máy chạy bộ, nó phải trang bị những cái loại cardio và màn hình đó phải là LCD để cho người ta nhấn cho nó nhanh, cho nó tiện ích. Đó, và người ta nhìn được cái sự giải trí của những cái đài truyền hình nó nằm trên màn hình đó. Mình chạy mình đỡ mệt, nó có những cái thông báo về thời tiết này nọ kia mình xem thêm. Còn cái khách sạn đây ở nó phòng gym nó hơi cũ, nhưng mà cái đó không phải là cái chính. Bạn biết không, từ cái phòng từ khách sạn này mà đi chỗ tập gym nó hơi xa mà nó hơi khó đi đó. Chỉ phải hỏi rất là nhiều lần người ta mới chỉ được cho tới cái chỗ tập gym đó. Mà thêm một cái vấn đề nữa là nó tính lừa vé đi luôn. Nó tính lừa như là nó cho đi tập gym luôn. Mà Duy nó thì khách sạn nào tao ngủ cũng được thôi. Nhưng mà đối với anh á, anh là gymer, anh quan trọng nhất là tập gym.
anh không thích bỏ một bữa nào cả. Bởi vì anh nhìn thấy phong cách của anh nè, mặc đồ thấy không, dạo này ốm ảnh quần nó bị dư luôn đó thấy không, quần dư luôn, giờ siết lại được. Dạo này qua đây thời gian ốm quá, ốm dư quần mà không đẹp lắm. Bởi vì quần gọng gọng này khi gái nó đi chơi nó chạy bộ rồi, nó lợi dụng nó giúp cái bụng mình xong nó sọt xuống đây đủ hoài. Xong rồi nhắc tới vụ lừa đầu tiên, nó hỏi nó, ơi bữa nay có gym không? Gym ở đâu vậy? Cái nó nói là thôi gym thì nằm ở lầu 2. Nhưng mà lầu 2 cái đi thang máy khác xuống mà được, chứ thang máy này xuống cũng được mới ghê chứ. Ờ ok được rồi, đi thang máy khác cũng được. Nhưng mà bữa nay là Giáng sinh nên phòng gym đóng cửa. Tập gym mà Giáng sinh đóng cửa hả? Wow. Cái vậy? Sao tao nghe bán tính bán nghi? Cái mẹ mà đóng cửa tao mới vô tao coi phòng gym mà nó đang sao cái đâu. Cái chạy vô coi phòng gym nó đi mắt qua ngóc ngắt mấy chục con đường luôn. Nó mấy chục con đường hơi lố em. Nói chung mà đi quẹo quẹo cũng nhiều á. Đó. Xong vô phòng gym nó mở cửa tao không đâu. Mà đi vô phòng gym gặp con để tao khác nữa. Tao ơi, đi đâu đó tao nhiều vậy ba? Cái nó hỏi đi đâu ạ? Tại phòng gym nằm trong cái spa. Cái nó đi tập gym. Cái đó tập gym mỗi con có bầu trời không? 25 đô. Có cái gì mày? Tập gym một ngày 25 đô hả? Có bầu trời hả? Bộ cái đầu mày tao khách ở đây mà. Nó khách là khách ở phòng nhiêu. Rồi đưa số phòng ra, vô cho tập. Trời ơi, mẹ tập gym sao làm khó như vậy trời. Đó, cái đó là cái mà gì không thích. Mà Duy đánh giá là trong từng cái khách sạn mà Duy đi đến đất Mỹ này á, thì nói về tiện ích, nói về nội thất, nói về này kia, nói về vẻ đẹp từ ngoài, thì khách sạn ở Las Vegas nó tốt, nó đẹp, nó xa hoa, nó lộng lẫy. Nhưng mà có cái gym là nó tệ nhất. Nó tệ nhất trong tất cả những phòng gym Duy đi. Đó, gym ở cái phòng ở Las Vegas này á, nó được cái rất nhiều đồ, nhưng mà đồ cũ. Nó được nhiều máy chạy, nhưng mà chạy không ngon. Nó còn tất nhiên gym ở trong khách sạn 5 sao rồi thì nó free khăn, free nước, free toilet. À nhắc toilet mới nhớ nữa, toilet một mình ở đây nè, nó rộng quá. Thường thường á, cái gym á là cái toilet nằm ở trong gym. Còn cái này á, toilet nằm ở chỗ khác. Ta đi quá quá quá, tôi đi qua mấy chỗ spa. Mà mỗi lần đi qua chỗ khác chẳng lẽ tâm khác rồi. Lễ tân khác rồi. Gặp lễ tân khác nữa mấy em. Bởi vì đâm ra nó cảm giác nó phiền, bỏ sự được á. Nên nói chung là gym ở chỗ này chỉ thấy không thích rồi đó. Chỉ thấy là nó cực quá. Còn thêm một vấn đề mà gym không thích nữa. Đó là hiện tại cái khách sạn của gym đang ở này, nó là nó bị vấn đề về wifi. Cái wifi vô gì vô không được. Vô đường lỗi tại mày chứ không phải lỗi tại tao. Đúng không? Lỗi tại mày. Thường thường á, cái hệ thống wifi ở đất Mỹ này á, hoặc là một số nước châu Âu á, bạn đi vô khách sạn á, bạn chỉ cần á là thứ nhất bạn biết được cái last name của mình là Duy Nguyễn Đạt, thì cái last name của Duy Nguyễn là Nguyên đó. Xong là biết được số phòng là vô được vô tư, tùy chỗ, có chỗ tính tiền, có chỗ không tính tiền, đúng không? Nhưng mà cái khách sạn hôm qua là Duy ở Hollywood thì vô ok, không có đề gì hết. Nhưng mà còn khách sạn hôm nay á là Duy ở Caesar, vô không được, vô không được, xuống khiếu lại nó nói dòng do tam quốc đủ này nọ vậy đâu mà reset tới cấu hình iPhone đủ ghê vãi ra đó. Xong rồi kêu không được luôn. Xong rồi tối đi chơi ngoài về, xong rồi vô lễ tân nó nổi luôn, mà lễ tân nó đông quá, con cái lễ tân nó đông quá, mà lễ tân nó không biết ức giác gì đó. Xong rồi nó đưa cho Duy Nguyễn lại cái last name là Nguyên, nhưng mà chữ Nguyên lấy từ chữ Nguyễn, mà chữ Nguyễn là cái chữ phong Việt Nam. Nó qua bên cái hệ thống bên này nó bị lỗi phong, nó ra mấy ký tự thăng chấm hỏi cho sẹt xiết gì đó, nó ghi ra luôn. Xong rồi nó chắc cú 100% luôn đó nè, mày về mày gõ lại đây cho phòng mày đúng nè. Không về gõ lại cũng không biết được luôn, không biết được luôn, sao kệ bà mày luôn, không mệt quá. Nên cái wifi này coi như là thua rồi đó, nên xài 5G đỡ. Chút có livestream thì nó chỉ bằng 5G thôi. Thì nói tổng chung á, thì khách sạn ở bên Las Vegas này có mặt được không được. Duy đi cũng nhiều khách sạn mà Duy ở rất là nhiều rồi, thì không lẽ mình chê cái này chê cái nọ. Nhưng mà tại vì ở đây nó rộng quá nó xảy ra những cái vấn đề như vậy, nó xảy ra những vấn đề như vậy, và ở đây nó đông quá,
nó đông quá thì cái sự service nó không được tốt lắm. Không phải nổi chuyện mà check in check out ngồi xếp hàng như kiến, dân nó quá đông mấy em, dân nó quá đông mà chỗ này làm ăn được lắm, chỗ này làm ăn rất là được. Còn cái gì không thích nữa đó là bây giờ check out quá sớm. Check out nó ghi là phải check out 11 giờ sáng, nhưng mà giờ tập gym chưa xong thì check out gì. Bây giờ ngồi ăn uống mà quay video rồi xong rồi tập gym rồi live stream rồi này kia hồi nó rất là vội vã, nó rất là vội vã, nên check in check out sớm quá. Nhưng mà được cái bên đây ấy, khách sạn rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, rất văn minh, không có cảm giác xô bồ, không hề có cảm giác xô bồ. Mà giờ đi nhiều mà đi khách sạn mà gặp cảm giác xô bồ như bực lắm, nó thật sự. Nhiều khi đi mà gặp mấy đoàn khách Trung Quốc nói chuyện nhiều kinh khủng, nói luôn, nói quá trời nói nhức căng cái đầu, nói đi hành lang khách sạn đi thang máy nó chịu không nổi luôn đó. Nên khách sạn ở đây nói chung là khách Mỹ mà, khách sạn ở Las Vegas thì nói làm gì nữa. À còn cái điều quan trọng, khách sạn ở đây đắt không? Đắt không là cái tụi em quan tâm đúng không? Không mát, khách sạn để mày hụt thật sự mày tin nổi không? Khách sạn có chừng 2.2 triệu một đêm. Wow, 2.2 triệu một đêm, 2.2 triệu một đêm thì khách sạn rẻ không em? Rẻ thêm nghĩ sao khách sạn Mỹ rẻ hơn khách sạn Việt Nam. Khách sạn Việt Nam anh đi 30/4, 1/5 anh bút ở ngoài Nha Trang, Đà Nẵng đồ, nói chung là trung bình là 4 triệu, 5 triệu đêm không. Nhưng mà tao nói mày nghe, 4 triệu, 5 triệu đêm bằng cái búa cái này không còn nổi, không còn nổi. Nổi chuyện vô đây em đi khách sạn mà đi vô sòng bài người ta coi là thêm lời, đúng không? Là lúc cán luôn. Khách sạn đây anh mướn 2.2 triệu một đêm, 2.2 triệu một đêm, tao nói thiệt mày, nổi tiền đi vòng vòng thôi, đủ lời bỏ mà có cậu mày phủ á. Mày mướn xong rồi mày đi bộ xuống dưới cái đại lộ ở Las Vegas này nè, đi vòng vòng chơi cái video trước nói đó là lời chưa, là quá lời rồi đúng không? Xong đi chụp hình thôi lời luôn, xong rồi đi vô sòng bài ngồi coi tao cũng bài ngồi coi gái thì đủ lời rồi, đâu có gái đâu có tiền đâu đúng không? Xong rồi đi ăn đi uống quá tiện lắm, quá tiện nghi luôn. Nó tính ra là cái khách sạn này nó quá rẻ nha. Nhưng mà nó có điểm mà người ta lưu ý nha, nó có điểm phí fisherman. Hồi nãy tao mới nói là coi series gì đó chắc tính tâm fisherman. Cái khách sạn này anh chưa check out đâu, chưa biết. Nhưng mà cái khách sạn hôm qua đi là khách sạn Hollywood, anh check out fisherman $40. Wow, fisherman $40 đó, là nó là service trong resort. Tức là ý nó là chắc nó sơ về chuyện mình dọn trong cái sòng bài, trong cái này trong cái kia đó là $40. Vậy thì trả lời tiếp, cái khách sạn Hollywood hôm qua anh đặt đó tổng thiệt hại là 1.9 triệu, đúng chưa? 1.9 triệu, xong rồi nó cộng thêm phí sơ về $40, $40 coi như là 900.000 nữa là nhiêu? 2.8 triệu. Wow, khách sạn ở giữa thành Las Vegas, khách sạn tự chà phá luôn đúng không? Khách sạn nó rộng rãi, nó tiện ích, sòng bài, nhà hàng, lối đi, ăn uống, nhảy múa chơi các kiểu, mà chỉ có 2.8 triệu một đêm thì là quá rẻ còn cái gì nữa. Tiền có ai chơi cho nổi, quá rẻ. Tất nhiên ở đây nó cũng có những cái khách sạn mà nó tới 10 mấy triệu, 20 triệu một đêm cũng có đúng không? Nhưng mà anh Duy chưa có thời gian để trải nghiệm hết đó. Anh Duy chỉ trải nghiệm cái gì nó làm anh tới chất cốt lõi của Las Vegas, thế nhưng nó nằm ở trung tâm Las Vegas, nó bự, nó cao, nó được nhiều người đánh giá và ok xê thì Duy trải nghiệm trước. Chứ nếu mà anh Duy ở đây một tuần thì Duy sẽ trải nghiệm nhiều, nhưng không, kế hoạch anh Duy ở đây 3 ngày thôi, 3 ngày ở Las Vegas là quá đủ rồi nha. Nên anh Duy cảm thấy khách sạn này nó quá rẻ đi, nên cái chi phí ở Las Vegas không đắt, nó chỉ đắt cái chỗ bài, chỉ đắt cái chỗ ăn thôi. Còn cái chỗ khách sạn này vô tư, vô đây nằm cả ngày mẹ liếm hết tường luôn lời. Đúng không em? Nó quá đẹp. Em nói thật, ở Việt Nam của em hiếm có khách sạn đẹp luôn, hiếm lắm. Nên ở Las Vegas, tại sao người ta khen Las Vegas nhiều, tại sao người ta chơi Las Vegas nhiều, tại cái hệ thống nó quá đẳng cấp, nó quá đẳng cấp em. Phòng ốc này nó kia không treo được, toilet vệ sinh sạch bon, chỉ có tao làm dơ thôi. Hãy phao đi body ra đây bây giờ nè. Còn mấy cái này thì đương nhiên đâu có nói, nhưng mà đối với anh, kinh nghiệm của anh đó, một cái khách sạn, một cái tiện ích như vậy
nó chỉ bị lỗi với vấn đề wifi. Thì vấn đề wifi đó là cái vấn đề mà nó problem thôi, chứ không phải là cái khách sạn mà nó dở wifi. Anh nghĩ là anh đang bị mắc ở một cái problem nào của cái phòng này, hay là do cái ID của anh nó bị cái gì đó thôi. Tại vì mình là người Việt, anh cái giống như là cái social của em trong cái app điện thoại của anh đó, cái app mà anh đặt khách sạn thế giới đó, anh ghi tên là Nguyễn Ngọc Duy, thì có dấu không có, nó quăng qua đây nó bị lỗi phong. Khi nó bị lỗi phong nó tạo ra vấn đề đó, tại vì hệ thống nó hiện đại, nó không phải như khách sạn ở Việt Nam. Khách sạn Việt Nam thì tụi bay vô wifi rồi lầu 1, lầu 3, lầu 4 xong điện bắt quạt, nó không đơn giản như vậy. Mà ở đây nó là kết nối cả một cái hệ thống, đúng không? Tất cả những khách sạn kết nối chung một hệ thống. Em vô wifi đó có nhiều option dành dọc. Một á, là em chọn option rẻ nhất là điền cái last name phía số phòng của em thôi, là vô được wifi. Mà trước khi vô wifi nó vô trang web để cho em đăng nhập hosting nó vô. Đó, nó hiện đại như vậy đó. Mình nghĩ là cái vấn đề wifi chỉ là cái lỗi thôi, chứ không phải là cái vấn đề một khách sạn mà nó những cái hệ thống khách sạn này nó rất là đẳng cấp như nhau. Nó dùng dòng bà con trên nó thiên hạ lắm, mấy hàng cái nào như chả biết nhiêu cái, nhưng mà nói chung cũng nhiều lắm. Nó tụ chung đã tạo một quần thể khách sạn resort, khách sạn resort rất là đẳng cấp, rất là lung linh. Nên các em đi mà chơi đó thì không có sợ khách sạn. Khách sạn là nó bỏ, khách sạn là chuyện nhỏ, đúng không? Chỉ sợ quýnh bài, chỉ chuyện xa xôi thôi. Anh nghĩ cái phí cao nhất là phí quýnh bài, phí ăn, phí xa xôi, ba phí nó cao nhất. Chỉ còn như ăn tè tè chơi trải nghiệm cho biết, xong rồi xách xe đi về, ủa chuyện nhỏ. Bởi vậy á, ở trong đây á, bạn để ý á, dân Việt Nam nhiều lắm không? Dân Việt Nam tới đây chơi nhiều lắm. Trời ơi, em đi là Việt Nam gọi gì? Hôm qua đi vô cái khách sạn gì quên tên, nó có bán phở Đà Nẵng luôn em. Bán phở Đà Nẵng luôn đó. Bởi vậy mình thấy nha, tây người Việt đông, người da gặp người châu Á cũng khá là nhiều, người Việt cũng đông mà tây cũng đông, nói chung là nó lùi lùi luôn á. Ở cái không gian khách sạn tụi em sẽ yên tĩnh thôi, tụi em nhấn thoải mái chung chung chữ C. Chung chữ C một cái một, trời ơi toàn là người không. Cuốn bài á, cuốn bài chơi ăn nằm chung chỗ vậy đó, nó rộng lắm. Tầm vô còn cái thế giới nó nói chung là như một cái đất phu nhỏ, không có gì khác biệt, không có gì khác biệt ở phía bên ngoài. Nó chỉ khác nhau ở bên ngoài nó là vận động, đó là có ngày có đêm, còn trong đây chỉ có ăn có chơi. Khách sạn là phải có ăn và có chơi. Chút gì xíu là chị chuẩn bị đi trải nghiệm một cái vùng gym nữa, xong thì sẽ trả phòng, sẽ trải nghiệm một vùng gym. Nói chung tất cả những khách sạn đi qua là Duy phải trải nghiệm một vùng gym. Mà Duy tập gym trong khách sạn riết á, nó tạo cho Duy một khối lượng kiến thức là Duy tập quen luôn, tập quen với gym khách sạn luôn. Chỉ tới với những bài tập đó, với cái cường độ đó, với thời gian đó và với nguồn sức đó là nó duy trì được cái cơ bắp và sự tỉnh táo được tinh thần của Duy. Đó, sau này như về Việt Nam tập lại vùng gym THOL chuyên nghiệp thì Duy vẫn ok, không có đầy gì hết. Chứ nhiều khi các bạn quá nặng cho hưởng về gym, các bạn không có theo triết lý gym phục vụ cuộc sống. Các bạn tập gym mà nghĩ là tập là phải nặng, tập phải về phía kia, đi mốt mà đi khách sạn mà chết liền. Mà đi khách sạn mà chết liền, muốn hồi gì mà đi Mỹ. Mà đi Mỹ hay mà đi châu Âu gì đó là một khoảng thời gian rất dài. Chứ không phải giống như là người ta đi Vũng Tàu là đạt chơi, đúng không? Đi Mỹ là tính một tháng, đi châu Âu là tính một tuần. Chứ tạo nội thời gian bay này bay kia nó quen múi giờ này nó kia rồi. Mà bà đi Mỹ mà đi có 2 tuần 1 tuần nữa thì nó mệt lắm. Nó mệt lắm, trừ khi nào ta có chuyện ta mới đi cái đó. Giống như là mấy em Việt Kiều mới về Việt Nam sống, rồi tới mùa thuế qua đây khai thuế đi 10 ngày về. Chứ còn 10 ngày không hết bà nó thời gian 3-4 ngày quen múi giờ rồi, thích nghi này nọ kia rồi. Còn công việc của Duy ở đất Mỹ này nó trải rất là nhiều bang, trải rất là nhiều bang. Đáng cả đi làm thôi chứ đi chơi, hiểu không? Nhưng mà Giáng sinh nè, nên người ta nghỉ nên mới phải đi về chơi lắp đi gác vậy thôi. Chứ mốt mình về nè, từ bữa nay tới đi nè, chạy xe về là làm thấy bà nội luôn á. Nó phải chia sẻ cái khách sạn cho ở lắp đi gác cho ta biết vậy thôi. Đó, gym thì nó hơi tệ, nhưng mà mấy cái khác họ đẳng cấp. Nó đẳng cấp thêm còn phải nó nhiều. Đẳng cấp từ cái giường, cái nền mạng, nói chung là nội thất, everything. Kiến trúc này nọ kia, phòng ốc, ngoại cảnh, đồ này nọ. Tụi em chỉ cần nhìn cái sảnh tụi em phải đủ sợ được. Không có khách sạn nào mà trong cuộc đời có thể phải chưa thấy cái khách sạn nào trên đời mà nó chạy xe 24/24 trước cái sảnh luôn. Chạy ra vô thả người đó người, thả người đó người, làm ly kia làm kinh khủng lắm, nó làm khủng khiếp lắm. Bởi vì nhìn những cái mình nhìn mình phát khoáng, mình thấy nó lạ quá.
mình làm cái video gọi là chia sẻ cho các bạn coi mà để trải nghiệm lại sau này ở 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm anh đi Mỹ nhìn lại Giáng sinh 2019 ở Las Vegas phồn hoa đô hội. Đừng hỏi anh tốn nhiêu tiền nhé. Đừng hỏi anh tốn nhiêu tiền, anh không muốn nói nữa. Anh biết đầu với tiền quá. Bye bye, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.